tuổi tổ dân phố 8 do bà Nguyễn Thị Nguyên thay mặt ban chấp hành cùng các cụ có mặt tại đây dâng lễ vào thắp hương. Kính thưa hương hồn cụ ông Phạm Mạnh Toàn, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, đoàn lễ viếng chúng tôi gồm có các đồng chí trong ban chấp hành cùng các cụ là hội viên người cao tuổi có mặt tại đây, đại diện cho hơn 100 cụ chi hội người cao tuổi tổ dân phố 8, không khỏi bùi ngùi và vô cùng xúc động, tiếc thương. Được tin ông Phạm Mạnh Toàn sinh năm 1952 là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi đảng, cư trú và sinh sống, sinh hoạt tại tổ dân phố 8. Do tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh tuổi già, ông đã vĩnh biệt cõi trần gian, vĩnh biệt chúng ta, đã chút đi hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ 28 phút ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ông hưởng thọ 72 tuổi. Kính thưa hương hồn ông Phạm Mạnh Toàn, ông Toàn ơi, thế là từ ngày hôm nay trở đi, âm dương cách biệt, ông vĩnh biệt chúng tôi, mãi mãi đi xa và chẳng bao giờ còn nhìn thấy ông nữa. Than ơi, tại sao cuộc đời số phận con người lại ngắn ngủi vậy sao? Thế rồi từ đây, để cho ông theo ông bà tổ tiên, về với tổ tiên yên nghỉ cõi vĩnh hằng, nơi chín suối ngàn thu. Đọc đến đây, tôi cảm thấy xúc động vô cùng, nỗi tiếc thương bởi tình cảm sâu nặng, nghĩa tình các cụ sống bên nhau. Kính thưa quý vị, đối với xã hội, lúc còn sống, ông Toàn là một người cán bộ, đảng viên, là hội viên người cao tuổi, là hội viên Hội Cựu Chiến binh. Ông luôn sống giản dị, gần gũi với mọi người, gương mẫu, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công tác, luôn phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng. Là hội viên người cao tuổi đã góp phần tích cực vào công việc xây dựng các phong trào của tổ chức hội người cao tuổi luôn vững mạnh trong nhiều năm qua. Cụ ông Toàn ơi, là một ông mất đi là một sự thiệt thòi rất lớn cho tập thể chi hội người cao tuổi chúng tôi. Từ lúc nghe tin ông qua đời, ai cũng thấy buồn, tỏ lòng tiếc thương và luôn kính trọng ông. Thế là từ ngày hôm nay trở đi, mỗi lần chi hội họp sinh hoạt, mãi mãi chúng tôi chẳng nhìn thấy bóng ông nữa, chẳng bao giờ nhìn thấy ông nữa. Ông Toàn ơi, kính thưa quý vị, đối với gia đình, ông Toàn là một người hội viên người cao tuổi luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong việc tuyên truyền, giáo dục, động viên gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố luôn vững mạnh. Kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình tang chủ, trong giờ phút đau thương và niềm tiếc thương vô hạn này đối với ông Phạm Mạnh Toàn, để chúng ta vĩnh biệt ông lần cuối cùng trước lúc đi xa và có lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình tang chủ, đoàn lễ viếng chúng tôi có mặt tại đây, đứng trước linh sàng ông, chúng tôi xin được thắp nén tâm nhang, cúi đầu chắp tay và xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, xin vĩnh biệt ông từ đây. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa quý khách gần xa cùng bà con nhân dân trong tổ. Đồng chí Phạm Mạnh Toàn sinh năm 1952 là đảng viên thuộc chi bộ tổ dân phố 8. Đồng chí đã từ trần hồi 17 giờ 28 phút ngày 29 tháng 5 năm 2023. Trước khi tiễn đồng chí đi xa, đoàn cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tổ dân phố 8 đến tiễn biệt đồng chí. Trước anh linh đồng chí, đoàn thắp nén tâm nhang,
xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí trước lúc đi xa, đoàn xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm đưa tiễn đồng chí đã trôi qua, cho phép truyền lời cảm ơn của gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang. Trân trọng cảm ơn đoàn về thắp hương dâng lên viếng xong, mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình tăng chủ uống nước. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Kính mời lễ viếng của hội nạn nhân chất độc Da Cam Dioxin, phường Hoàng Văn Thụ, đoàn về để thắp hương dâng lễ viếng. Trân trọng giới thiệu, kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các quý vị đại biểu. Hội nạn nhân chất độc Da Cam phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Phạm Mạnh Toàn, hội viên hội chất độc Da Cam Dioxin Việt Nam, sinh hoạt tại chi hội 3 hội nạn nhân chất độc Da Cam phường Hoàng Văn Thụ, do lâm bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được thầy thuốc, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao bệnh trọng, đồng chí đã từ trần vào hồi 17 giờ 28 phút ngày 29 tháng 5 năm 2023, tức ngày 11 tháng 4 năm Quý Mão, hưởng thọ 72 tuổi. Thay mặt ban chấp hành hội nạn nhân chất độc Da Cam phường Hoàng Văn Thụ kết hợp với chi hội 3, chúng tôi có nén hương thơm, có vòng hoa tươi, kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn cùng gia đình, cầu mong linh hồn đồng chí được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Để tỏ lòng thương tiếc, kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn gia đình, đề nghị mọi người có mặt tại đây, chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, phút mặc niệm đưa tiễn đồng chí đã trôi qua, cho phép truyền lời cảm ơn của gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang. Trân trọng cảm ơn đoàn về thắp hương dâng lên viếng xong, mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình tang chủ uống nước. Để gia đình xin tiếp đón và trân trọng cảm ơn. Alo. Đã đến giờ làm lễ phủ quân kỳ. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa cấp ủy chính quyền, đoàn thể, bà con tổ dân phố 8, kính thưa gia đình tang quyến. Đồng chí Phạm Mạnh Toàn sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952, huy hiệu 45 tuổi đảng, hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam, sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh số 8, hội cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ. Do tuổi cao bệnh trọng, mặc dù đã được gia đình chăm sóc chú đáo, được y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Đồng chí đã từ trần vào hồi 17 giờ 28 phút ngày 29 tháng 5 năm 2023, tức ngày 11 tháng 4 năm Quý Mão, hưởng thọ 72 tuổi. Để ghi nhận những công lao và thành tích của đồng chí đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân,
Hôm nay, Hội Cựu Chiến binh Phường Hoàng Văn Thụ thay mặt Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức tang lễ phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu đồng chí Phạm Mạnh Toàn và tổ chức lễ tang theo nghi thức của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đoàn Đình Chiến, đội trưởng đội tiêu binh Hội Cựu Chiến binh Phường Hoàng Văn Thụ nên điều hành lễ phủ quân kỳ. Xin kính mời đồng chí. Lễ phủ quân kỳ bắt đầu. Tiêu binh và các đồng chí chú ý. Nghiêm! Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, Hội Cựu Chiến binh phường Hoàng Văn Thụ, số 08/QĐ-CCP về việc phủ quân kỳ quyết thắng trên linh cữu hội viên Cựu Chiến binh Việt Nam Hoàng Văn Thụ ngày 30/5/2023 quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng trên linh cữu hội viên đã từ trần. Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường Hoàng Văn Thụ căn cứ pháp lệnh Cựu Chiến binh Nghị định số 150 ngày 2006, Nghị định Chính phủ ngày 12/12/2006 chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều lệnh của Cựu Chiến binh. Căn cứ quyết định số 491/QĐ-CCP ngày 9/11/2022 của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ban hành quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên Cựu Chiến binh Việt Nam hy sinh từ trần. Căn cứ điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam để tưởng nhớ và ghi nhận đóng góp cống hiến của hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xét đề nghị của Chi hội Cựu Chiến binh số 08 quyết định điều 1 phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu của đồng chí Phạm Mạnh Toàn sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970, nghỉ hưu năm 2006, là hội viên Cựu Chiến binh Việt Nam từ ngày 2/9/2006, đang sinh hoạt tại chi hội số 8 Hội Cựu Chiến binh phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí đã từ trần ngày 29/5/2023. Điều 2, chi Hội Cựu Chiến binh số 8 và đội quân kỳ làm nhiệm vụ phủ quân kỳ và túc trực bên linh cữu thực hiện quyết định này. Thay mặt ban chấp hành, chủ tịch đã ký Trần Đăng Danh. Vào vị trí phủ quân kỳ, thương bước. Vị quân kỳ. Phủ quân kỳ. Phủ quân kỳ xong. Tiếp theo là lễ viếng của Hội Cựu Chiến binh phường Hoàng Văn Thụ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho hơn 800 hội viên Cựu Chiến binh phường do đồng chí Đại tá Trần Đăng Thanh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường làm trưởng đoàn. Xin mời gia đình và nhạc hiếu ra đón lễ. Thank you.
Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, bà con tổ dân phố 8, kính thưa gia đình tang quyến, Hội cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Phạm Mạnh Toàn qua đời. Đại diện cho trên 800 hội viên và chi hội cựu chiến binh 8, Hội cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ, chúng tôi có nén hương thơm, có vòng hoa tươi đến vĩnh biệt đồng chí và chia buồn cùng tang quyến. Kính thưa quý vị, thưa bà con, đồng chí Phạm Mạnh Toàn là người con của quê hương Thái Nguyên giàu truyền thống cách mạng. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã lên đường nhập ngũ năm 1970. Với tinh thần của tuổi trẻ không sợ hy sinh, gian khổ, đồng chí đã tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường, mặt trận ác liệt. Trong suốt thời gian công tác và phục vụ quân đội, đồng chí luôn rèn luyện phấn đấu không ngừng và lập được nhiều thành tích. Đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí phục vụ quân đội đến khi nghỉ hưu. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc, quân đội, đồng chí đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, được quân đội tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã đi theo Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khi về với đời thường, đồng chí được kết nạp vào Tổ chức Cựu Chiến binh Việt Nam, sinh hoạt tại Chi hội Cựu Chiến binh 8. Đồng chí là thương binh, là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Với bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đồng chí tiếp tục phục vụ nhân dân với cương vị là Bí thư Chi bộ 8 trong nhiều năm. Đồng chí là hội viên cựu chiến binh gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, tích cực trong việc thực hiện công tác hội. Đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, sống ở trên đời có sinh có tử, âu cũng là quy luật của tạo hóa, không ai có thể cưỡng lại được. Trong lúc đồng chí đang cùng người vợ hưởng hạnh phúc tuổi già, quây quần bên con cháu, thì căn bệnh tuổi già ập đến. Với tuổi cao, bệnh trọng, nhưng đồng chí vẫn gắng gượng chống chọi với bệnh tật để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ, cho con, cho cháu. Nhưng rồi sức khỏe của người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên Cộng sản kiên trung, người cựu chiến binh Việt Nam, đến lúc sức đã hết, lực đã kiệt, người đồng đội đồng chí của chúng ta đã phấn đấu cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, chăm lo cho gia đình, cùng người vợ nuôi dạy con trưởng thành, giờ đã phải gác lại, buông bỏ thành thơi, về với cát bụi. Thật buồn thay, hôm nay một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một nguồn tình cảm lớn lao, một trái tim người chiến sĩ cách mạng đã ngừng đập, vĩnh viễn ra đi, để lại phía sau nỗi nhớ, tình thương cho vợ, cho con, cho cháu và cho mọi người. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất vô cùng lớn lao cho gia đình, dòng họ, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa. Từ nay, hội cựu chiến binh chúng tôi mất đi một hội viên luôn gần gũi thân thương. Hôm nay, chúng tôi là những hội viên cựu chiến binh đến để chia ly người đồng đội. Và có lẽ đâu đây, các vong linh hồn đồng đội, đồng chí của chúng ta đang có mặt để chứng kiến sự chia ly đầy xúc động này, và cũng để tiếp dẫn chân linh đồng chí về với đồng đội của mình ở thế giới Tây Phương cực lạc. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, trước đây đồng chí đã cùng lá cờ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam bước ra từ nửa khói của chiến tranh với tâm thế của người chiến thắng. Giờ đây lá cờ quyết thắng lại ôm đồng chí đi vào lòng đất mẹ, nơi ấy không có chiến tranh, không có hận thù, mà chỉ có tình thương yêu. Lòng đất mẹ sẽ sưởi ấm và chở che cho linh hồn đồng chí.
thế là từ nay âm dương cách biệt. Chúng tôi chỉ biết cầu chúc cho vong linh hồn đồng chí về nơi vĩnh hằng an giấc ngàn thu, và phù hộ độ trì cho chúng tôi được mạnh khỏe, bình an. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc và làm thật tốt nghĩa tình đồng đội. Trước Ninh Sàng đồng chí, cho phép chúng tôi xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lời cảm ơn chi hội của chi hội cựu chiến binh. Thay mặt cho chi hội và gia đình, tôi xin cảm ơn sự có mặt của thường trực hội viên, các chi hội trong toàn phường đã đến dự lễ phủ quân kỳ, lễ viếng đồng chí Phạm Mạnh Toàn và chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi xin mời các đồng chí ở lại để dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phạm Mạnh Toàn về nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin mời các đồng chí chi hội cựu chiến binh số 8 và các đồng chí các hội liên quan mà đồng chí Toàn tham gia, chúng ta ở lại để dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Toàn ra xe. Xin cảm ơn. Viếng hương hồn đồng chí Phạm Mạnh Toàn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, các đồng chí đại diện thường trực đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở phường, các đồng chí cấp ủy, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị và nhân dân tổ dân phố số 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Kính thưa gia đình tang chủ, các cụ, các ông, các bà, nội ngoại, thân bằng, bạn hữu gần xa của đồng chí Phạm Mạnh Toàn. Nhận được tin buồn, đồng chí về với tổ tiên, nhà xe đồng đội, cựu chiến binh phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất trong mất mát đau thương vô hạn này. Chúng tôi xin thắp nén tâm hương, cầu nguyện cho linh hồn đồng chí được siêu thoát, linh thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình, cho anh em đồng chí, đồng đội, cho nhân dân trong tổ, ngoài phường được mạnh khỏe, bình an. Vô cùng thương tiếc đồng chí Phạm Mạnh Toàn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Đồng chí đã tham gia chiến đấu vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên các chiến trường Tây Nguyên máu lửa. Đồng chí đã chiến đấu dưới lá quân kỳ quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, lá quân kỳ quyết chiến, quyết thắng lại ôm trọn đồng chí về với đất mẹ. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí, bắt đầu.